quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Chỗ này có cá rô phi khá là nhiều cô bác này. Ôi này mi bác, cá rô phi là lai nữa bác nào. Đấy, cứ mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì đều là để xe ở nhà bác ấy cô bác ạ. Bác cũng rất là niềm nở khi bảo là lúc nào xuống đây thì cứ lấy xe xuống để nhà bác. Và cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực sẽ vào thăm ông cụ mà sống một mình cô bác. Và cũng có trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là mua cho một cân thịt với lại một hộp bánh nữa. Có khi là trưa hôm nay lên thì cháu Lực sẽ ăn cơm cùng ông cụ luôn cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là theo dõi hết video ạ. Ui rắn này, rắn này. Ui. Ui rắn này ghê lắm. Con rắn này chắc là đi xuống, đi ra đây để ăn cá này cô bác này. Trong này toàn là có cá rô phi là nhiều thôi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng được sự đồng ý của chị Trần Đỗ Giáng My ra là chị cũng có muốn sửa lại cái phần tôn cho ông cụ để cho những cái đêm mà mưa ấy cô bác, để ông ngủ ngon hơn. Hôm nọ thì thấy ông kể với cháu Lực rằng là có đêm mà mưa to thì hầu như là không có dám ngủ ở trên đấy, hầu như là không có ngủ được cô bác ạ. Hay như đằng sau nhà thì hôm nọ cháu Lực cũng đã bắn cho ông là gần hết rồi cô bác ạ. Cái tôn này thì thật sự ra để mà nói ở huyện cháu Lực thì không có cô bác. Thì cháu Lực phải đặt tít dưới thành phố Hà Giang lên. Ông ơi! Dê! Dê ơi! Dê! Ông thì chắc là không có ở nhà cô bác. Gọi là không thấy ông ấy, không thấy ông trả lời. Dê thì dân bố nào? Hả? Ồ. Nhà ở nhà bên dưới kia là cái nhà em trai ruột của ông cụ của bác ạ. Nhưng mà do là gia đình của em trai thì cũng có một cái hoàn cảnh phải nói là cực kỳ là khó khăn. Ở đây thì lại có một cái ao cá, nhưng mà cái ao cá này là ao của nhà chú ở dưới này cô bác ạ. Ông thì đóng cửa rồi không biết là đi đâu. Cái nguồn nước của ông ấy cô bác thì ông sẽ dùng ở đây này cô bác này. Đấy, ông thì ở đây có một cái nhà ông thì ông dùng thường là dùng cái nước này để ông tắm rửa là đây luôn đấy cô bác ạ. Còn nước uống của ông thì ông chắc là đi xuống cái kia để xách về. Đây, như vào phần dưới ngôi nhà của ông cô bác, thực sự là một cái ngôi nhà mà phải nói là đi qua thì phải lấy cúi. Ông thì giờ thì không có ở nhà, chắc phải đi ra kia tìm ông chút cô bác ạ. Cái củi của ông thì ông ở nhà thì cũng rất là chịu khó đấy cô bác này, lấy củi để ở phía ngoài rất là nhiều. Và như hôm nọ thì cháu Lực chỉ là lập được gọi là xung quanh ngôi nhà của ông một chút thôi cô bác, chứ không thể lập được hết được. Ở phần trên nhà của ông thì Pro không có bị tôn này, không có bị rột chỗ nào đâu cô bác. Là nó chỉ là bị gọi là những cái
những cái phần hiên nhà của bác, chỗ nào mà không có dùng tôn mà che tới thì nó bị mới có bị mưa hết xuống, bị dột hết vào nhà thôi. Không biết là cái chỗ này có phải là cái ruộng của nhà ông không? Theo cho nên cháu Lực nhìn thấy đây có bác này, có vẻ là không có phân để bón hay sao ấy, không có được tốt cho lắm. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào kia để tìm ông đã, xem là ông có đi ra bên này không, ra bên hàng xóm của ông không, có khi là ông đi lấy củi hay là làm gì đấy đó cô bác ạ. Ồ, lê 1290 á? Ồ, ồ, ồ. Riêng hôm nay lại. Ồ, hôm nay lại đang. Ồ, cái tập bay đấy chứ. Ồ, tập bay đấy kìa. Đấy, ông thì vừa đi sang nhà ông cụ bại liệt cô bác. Là ông bảo là lấy thức ăn về. Ông cụ mà bị bại liệt cô bác là không muốn ăn cơm chung với ông, cho nên là hôm nay là chia ra hết rồi cô bác này. Ô thì bà đây thằng dẫn dê phải ô phẹt thà có dê bắt phạc phẹt phẹt có bắt thà phá đông rồi ô. Dẹp phải đưa đấy bà nào. Phải đưa bà á. Ồ. Nên viên này ở bản tương biếng mà đây dẹp các thùng lắp ông pè các thùng ra. Ồ. Tôi phải khả đây dẹp, khả đây chứ mấy. Khả đây chứ mấy. Khả đây cái đây chứ mấy. Khả đây phải nửa đấy nhỉ. Con bè khâu bên đây chơi cơ rồi chứ. Ồ, Mina tới. Ồ, Mina ra. À, lấy ta dè béo ra đấy bạn à. Ồ. Lấy dè hơn chút bỏ khâu bị lặng ảo ra thùng chín đấy. Dè hơn chút bỏ khâu bị lặng ảo ra thùng đấy. Ồ, lấy bạn đây dè thùng ra. Ồ. Thì vừa rồi thì ông có là đi sang nhà ông bà cụ bại liệt kia của bác này. Do là ông cụ bại liệt bảo là không muốn ăn cơm chung thì là chia thức ăn ra, xong là hai ông cụ là nhà ai khác nói nhà đấy cô bác ạ. Tại vì là ông cũng bảo là mỗi lần đi mà rất là bất tiện cô bác ạ. Nhưng mà nay dê một ngày thúng rát lâu ông cụ bày một ngày 190 à? Lâu ngầu 190 đâu? Ừ. Ông bảo là ông cụ bại liệt kia là không muốn ăn cơm chung ấy cô bác. Hãy bật lên nó dê nào. Bạn này làm ta dê thùng khâu 90 đó. Nhưng thì bà này bạn này dê phải ô thả có ít chút một mặn. Đấy, như cái cột trống trên này cô bác này, một cái cột mà phải nói là làm bằng tre thôi cô bác, rất là nhỏ. Ôi dê bù khắt, dê bù á, bây bù khắt chiếc thảm này à. Mà này dèo thì bà thả cái đơ mà nè. Này rồi bắt chứ mày. Dù gì bắt đi. Dì bay đi đầy lỏ tư lê. Dì ông cày hơi mà nè. Ồ, lên ngã thì lắng thưa dè lỏ thì mày. Ừ. Ừ. Ồ. Cái đây là em dâu của ông cô bác ạ. Là cùng ông đi sang bên kia để lấy gạo mà hôm nọ bạn Trình có mua lên. Đấy, hai ông cụ là chắc là thấy là bất tiện với nhau ấy, cho nên là không có ăn cơm chung với nhau. Này dê ơi, thì bá thằng này dê này. Hai ông thì bá bạn ơi, thì bá thẻ thằng này dê. Tôi đi mà rồi. Má.
bạn tôi phải nào tôi phải á tôi phải á ồ ồ cô gì có vẻ là bị một chút về cái vấn đề mà thần kinh hay gì đấy cô bác năng này mà dè nhở năng này thấy mấy quạt hình nhở mấy quạt được bắn đi mấy bắn gì nào ồ này làm tốt rồi vậy ăn phải làm căng khảo nhau ồ đấy năng này 95 không ạ năng này 95 ạ vì mấy quạt ạ năng năng này mà năng năng này 95 ạ làm thép ạ năng này ạ này năng năng này 9 thép ạ này ô dê 98 này đấy 98 đấy chỉ có trong cặp cháu lực chỉ có mua được một chút thạch để thôi cô bác ạ ở thì bá mà tốt này bạn ấy ở áp phẹt lên vậy vì tài thả cái chút của mắn ấy chứ chín thách à con mạ đấy vừa rồi thì cháu lực lên xuống thăm ông cụ ấy cô bác thì cũng có mua cho ông thêm một chút bánh nữa đấy bánh này thì mua để cho ông ăn tại vì ông là lớn tuổi chắc là răng cũng không đó được khỏe cho nên là cháu lực sẽ mua bánh mềm đây năng chín ạ đấy năng năng chín ạ có vẻ như là thím của cậu cụ của bác cũng không có được bình thường cho lắm ép phải hơi su ra làm ra này dê muốn chín chín đây dê chín đây đấy này liêu ba tức tí đây dê chín đó rồi đấy cháu lực vừa dặn ông rồi bảo là để ông cất đi xong là để ông ăn sẽ để lấy trên thôi để lên vào đây cho ông không có thể đấy làm tốt nào dễ ó xương thìn thư này chín nào bà nào ra và kèm theo đó thì cháu được có mua cho ông cụ là thêm một chút thịt lợn nữa ở đây thì một cân cô bác một cân thì là 130.000 ở trên vùng cao thì cái ngày chủ nhật thì nó sẽ rẻ hơn còn những cái ngày mà bình thường thì người ta sẽ bán đắt hơn. Đây là cá mà hôm nọ bạn Trình mua lên ấy thì được hôm nay thì bắt gặp là ông cụ với lại hai ông cụ là chia thức ăn ra là không ăn cơm với nhau không ăn cơm chung với nhau nữa cô bác ạ. Này giờ thịt nữ là để chiếm sứ ma dê này à? Để bong sứ ma con cắn. Để xếp một con cắn ra. Vừa rồi thì bạn Trình cũng mua thịt lên là cho cũng mỗi người một cân đấy cô bác này. Còn cá này chắc là để phơi thôi. Đấy. Thì bán này liệu bạn phơi đấy chung mà nó rẻ cả nó đang thèm mặn nữa luôn. Mặn nâu à? Mặn nâu à? Phải đi con nước rửa các chú ăn nữa. Lên này dê đấy phải bắt thạc xô nè. Có ba bì ở dê à? Dê ba bì ó. Đấy hôm bên này bì này dê. Đấy bì bên này ó. Đấy bây giờ thì cháu lực sẽ hướng dẫn ông là lấy tách ra cô bác xong là để lấy phơi cho ông chứ không thì sẽ mùi mất cô bác ạ. Bây giờ chỉ một cách cá dạ. Bác cá cứ bắn khẳng phá ra. Thì phá cho mình chú yếu nào. Cô thì có bảo với cháu Lực bảo là mấy hôm nữa lúc mà ăn cơm mới của bác thì là xuống nhà chơi là có ao cá kia là có một chút. Đấy. Thế sao bạn này lá dê mày mùa ngày thúng lên dê ta. Dê hạc thúng ở đây chứ mày. Đấy đây mà này dê bộ tỏ thúng Đấy. Nếu tay bóng mà tàu của làng mau còn tàu tướng bắn bay tàu ma tướng bắn bay tàu ma ra đấy vừa rồi bạn Trình thì cũng vừa mới lên cô bác ạ đấy vừa mới lên thì hai ông cụ là không có ăn chung với nhau đâu cô bác nhá là bây giờ ông cụ sẽ ăn riêng
ông cụ một mình có xe ăn riêng, mà ông cụ bại liệt kia là cũng sẽ ăn riêng cô bác ạ. Đấy. Thì bây giờ thì chị Giáng My cũng có bảo với cháu Lực rằng là muốn giúp cho ông bà cụ là cái quãng đường mà còn lại của ông ấy, thì là muốn giúp cho ông là lo cái phần gọi là phần gạo này, cái phần thức ăn của ông, thì chị Giáng My sẽ lo hết cho ông. Mà nên là hát tờ dẹo ừ. À, My giáo dù Hồng Kông được rồi Lê Vi à, ngài Vi sát dẹo thùng chín bên này khâu phát cả răng nào Lê Vi thứ hỏi dẹo đó đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo với ông cụ rằng là nếu mà ông cụ tự ăn một mình thì chị Giáng My sẽ lo cho ông cơm áo gạo này, thì sẽ hết cái quãng đường của cái quãng đường mà ông còn lại nữa. Đấy, bây giờ thì bỏ cá ra đó, xong là phơi. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng đã tách hết rồi. Đấy, hôm nay lên ông bắt thạc ra dè nào, thạc với xả chứ mấy. Đấy. Đấy, cái này thì sẽ để phơi lên trên này cho ông cụ. Đấy, để phơi lên cho ông cụ. Xong là... Đấy, còn thịt cháu Đức mua lên đây, thì một tí sẽ nấu cơm là cùng ông cụ ăn cơm một bữa nữa. Bây giờ thì nói chuyện với ông cụ đã. Còn cái thịt lợn của bạn Trình mua lên này thì eo va va ta ta cứ liệu va khiến tôi xả cho mấy dễ không ạ? Eo làn phát cửa của còn cái thịt của bạn Trình mua lên thì cháu Lực sẽ để pha với muối xong là treo lên cho ông bà cụ, cho ông cụ ấy cũng dễ ta lắn năng này ạ. Cái đang là gì xem ạ? Hút á? Ồ. Ồ. Nhiều người nói này, xem chỉ là còn có lá lai thấp chưa ạ? Ờ. Thế nào đâu? Ờ. Lúc nãy chờ á, điếng ra chứ? Chờ điếng mà chứ? Chờ. Ồ, xin là điếng đó. Ồ. Đấy. Cái lao ở đàn của mấy đồ đấy đi tẩu dàn cho mình. Nhà em của ông ấy cô bác thì cũng có một cái hoàn cảnh mà phải nói là cũng khó khăn cô bác, cho nên là không có chăm lo được cho ông cụ thường xuyên. Nhưng mà hai anh em vẫn ông vẫn đi xuống nhà của ông cụ là xin cơm với lại đi xin gạo để về thôi. Còn họ thì bạn Trình cũng có đưa ra cái quyết định là cho hai ông cụ ăn với nhau, nhưng mà chắc là do ông cụ đi ra bên kia là đi cũng đi lại cũng khó khăn đấy cô bác, cho nên là ông cụ bại liệt muốn là ăn một mình và không có muốn ăn cơm với chung với lại ông nữa. Lúc mẹ để lão bài ma lên đi cá quay phim giả mấy họ cá quay ra họ lên đi cá ư thì ra sẽ xem này à ư chơi họ họ lên bàn này lán tội ha bay được mà bây giờ hát lại đi dè nửa đây ó sát dè hạc thùng rồi này lên mỹ giáo rồi Hồng Kông rồi nên đi sẽ thứ khẩu thứ phát hơi dè nào đấy lên dè một lo gắng nữa đấy đấy thậm chí phải vẫn phần pha này lán tội thứ điểm hơi dè thứ mà hơi mà nào bộ cái này liệu ông nào à đấy cháu Lực cũng có dặn ông rồi cô bác ạ, bảo là bây giờ nếu mà ông ăn một mình ấy, thì chị Trần Tố Giáng My sẽ là người lo lắng cho ông đến hết cái quãng đường còn lại đấy. Hãy đằng sau nhà của ông thì có vẻ là nhìn rất hở hang cô bác, có ai đi qua trên đấy là nhìn là thấy luôn đấy. Thấy như nó xin lán lớp phần này đấy ngày ngày ấy chứ ngày ra đấy và đây lên bố phần long ăn đi rồi nọ phần long ăn đấy mà phần long ăn được sai phải sai à một sai ra liên ăn xin phần long ở đó đấy chứ vừa rồi cháu Lực có hỏi ông bảo là hôm qua hôm kia mà trời mưa to thì có còn là bị dột được không, thì ông trả lời với cháu Lực rằng là không có bị dột nữa, ngủ phải nói là rất là ngon giấc cô bác ạ. Ấy mặc dù là cháu Lực không có phải là thợ mà anh Trương thì anh ấy toàn lập mà bắn bằng cái bằng thanh sắt hết thôi, cho nên là cái bắn vào gỗ này nó bị mọt đấy, rất là khó bắn, thành ra là nó có hơi không được đẹp một chút thôi cô bác, nhưng mà nó gọi là ấm cúng cho ông cụ rồi, thì rất là mong cô bác anh chị nhìn vào sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Bây giờ thì rất là chắc chắn rồi,
Hôm nay thì sẽ ở lại và nấu cơm với ông cụ một bữa của bác. Còn là cá này thì hôm nọ bạn Trình cũng mua lên này. Cá này thì cho Lực sẽ bảo ông rằng là ông thì bảo là đi từ kia sang thì rất là nóng của bác. Bạn này lấy dê thầy là nhóm bếp ó, thầy là đang phay ó. Vừa rồi thì cháu Lực bảo với ông, bảo là để ông nhóm bếp dê lên một cái bộ mì ăn một tư nữa. Bộ mì nữa. Này đi ăn phướn cá dê này à, phướn thịt ná. Bộ thịt ná ra. Còn thịt hôm nay bạn Trình mua lên thì chắc là cháu Lực sẽ là gọi là lấy trà qua muối cho ông này. Muối. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy rửa qua đã. Nhưng mà bác sẽ mình nọ. Lúc này dê bây giờ thiếu năm mà dê. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi ông bảo là ông đi tận đâu để ông lấy nước về của bác. Thì ông bảo là đi tận cái chỗ mà ngày cháu Lực bắt gặp ông là đang đi lấy đi lấy thức ăn về cô bác. Lùm nước này liệu bác phân cứ chứ mấy gì? Hôm nay thì bạn Trình cũng mua lên cho ông cụ là 1 cân thịt lợn và cháu Lực cũng mua lên cho ông là 1 cân thịt lợn. Có thể là cái thịt lợn này bạn Trình mua ở dưới dưới thị trấn lên thì nó sẽ có khi là sẽ rẻ hơn cháu Lực mua ở trên bản ở trên xá này các bác. Tại vì cháu Lực mua ở trên này thì khá là đắt. Vậy ông mới lắm à? Ấy. Bây giờ thì thím của ông là sẽ đi thím của ông là đi lấy cái nồi về để nấu cơm đấy cô bác ạ. Xào cho ông một ít thì số còn lại thì cho Lực sẽ để sắp với muối cô bác ạ. Thì ở trên vùng cao này thì có nhà nào mà không có tủ lạnh ấy, thì sẽ là để ngâm với muối của bác ạ. Hả? Sao mà ông cái tăng thúng ra? Ông mua phay cái này chứ? Ông mua phay à? À. Sao mà ông mua điện bác chưa? Ông cái tăng sạt thúng à? Thúng tuột tuột tay ổ. Ông bên này bác sáu. Sáu tu ăn. Ôi nhưng con dao của ông cụ thì cũng hơi cùn quá à. Còn thép. Đây và cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực không có đeo bao tay để mà lúc mà nấu thức ăn cô bác nhé. Tại vì là trên vùng cao này thì hầu như là đa số là làm như vậy thôi. Sống ở đâu thì âu đấy mà cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Nếu mà tao lấy mất cắm thủ ngồi lạ. Ăn rất là ngã ảo tao lấy mi một điền ra. Đấy. Nhà chú của ông ấy thì có nồi cơm điện này các bác này. Thì một tí nữa sẽ cho cả là thím với lại em trai của chú là lên đây ăn cơm luôn các bác.
Bây giờ thì cái chỗ nào mà cháu Lực thái ra để tí xào thì sẽ không có để vào sắt muối nữa cô bác. Thế là chắc là có khi là có cả chú của em của ông với lại thím của ông lên cơm ấy, thì cháu Lực sẽ làm nhiều hơn một chút cô bác nhé. Như vừa rồi ạ. Vừa rồi thì có vẻ như có vẻ như là thím của ông cụ của bác là bị một chút về cái thiểu năng trí tuệ không bình thường, cho nên là nói đi nói lại rất. Dê bố mẹ ăn dê lãng vàng rồi dân đó. Thì bà tổ chú này đi mà. Ồ, cái mèo á. Ồ. Đấy, còn cơm thì sẽ cắm cái nồi cơm điện ở dưới nhà em của ông cô bác nhá. Bây giờ thì chỉ có xào thịt lên thôi. Đóng phay nhỉ. Đóng ạ, dê. Lấy bản này ở phát cửa tốt hơn cái nào. Cô bác hồi tôi xả lắm nào là nó phát cửa à? Ừ. Lá bài bắt đầu đi chung mời ta chứ chín đấy. Đồ, cái đơn ngàn áng này, lùng hồ này. Thì gì nói mà. Ồ. Thóc viên chín cơ bắt đầu bất tiện nó dên ổ. Ừ. Đồ, ta yếu. Vốn lọc của kỳ thúng chỗ đích á. Thắm bỏ ngài ấy. Ồ. Lê lá bài bỏ ngài ta chứ. Ừ. Đi ngoài thúng như thế này à. Ừ. Lê bỏ chơi dê bỏ ngài ra. Bỏ chơi bỏ ngài nó đi bỏ ngài này. Ồ. Cái dê hàng mất đơn thùng ở đây luôn. Thỉnh thoảng phải lắng thiêu phát thiêu phải lắng lau áo dê tới chín. Đấy. Vừa rồi thì cái lúc ngồi nói chuyện với ông là tại sao mà ông lại không muốn ra bên kia là ăn cùng ấy. Thì ông bảo ông thì muốn ra ăn cùng ông tôi. Nhưng mà ông cụ bại liệt đấy cô bác. Thấy ông đi cũng vất vả ấy. Thì là muốn là chia thức ăn cho ông để ông ra bên này để ông nấu cho nó tiện hơn ấy. Rồi vậy cho được sẽ ngồi xuống thái một chút cho nó được nhanh hơn. Đang phải ủa chứ? Ủa lúc. Ủa. Giờ mới phát xíu căng rồi mẹ à? Ủa mới phát xíu căng rồi. Ủa mới nữa? Ồ. Vừa nãy thì cháu Lực cũng quên là mua cho ông một ít rau cô bác. Ở trên xá thì hình như là có một chỗ là bán, người ta bán hàng bán đồ khô thôi, bán những quả bí rồi này kia chứ không có bán rau. Mấy cái này là bà hồi tôi xả luôn rồi, Jeno. Đây chứ cả. Hồi à? Hả?
khô ra. Đấy. Còn cái thịt mà nãy vừa cháu Lực vừa sắt muối của bác thì một tí cháu Lực sẽ mang ra là để treo treo trên kệ bếp bên trong luôn. Cũng là thái xong rồi, mà nãy dây sao là nó. Đấy. Và đây, món này là món cái gì? Này. Bạn làm tôm mì chính tôi nhỉ? Cứ tôi nhỉ chứ? Bạn mì chính tôi hả? Bạn nó mì chính tôi hả? Cứ làm tôi nhỉ? Đây ta. Ừ, cứ làm tôi nhỉ? Đấy, bây giờ cháu Đức sẽ làm cái thịt này để ướp muối xong là để vào cái gác bếp của cô bác ạ. Làm gọi là làm thịt lợn gác bếp luôn. Đấy mà. Ê. Để đứng đi ạ. Để không biết là cháu Lực làm như thế này thì có tiện cho ông ấy không cô, không cô bác, nhưng mà theo cô bác, nếu mà theo cháu Lực nghĩ thì làm như này thì rất là tiện cho ông ấy cô bác nhá. Đâm từ da nó đi thì nó sẽ là sau lúc mà đến nó khô đi cô bác thì nó sẽ không có bị đứt ra. Da này rất là cứng ạ. Ây da. Ôi nó nhạt thấy luôn. Khu. Da rất là cứng không bác? Bây giờ chỉ có làm cái cách này thì sẽ tiện cho ông thôi cô bác ạ, chứ không thì để mà ngâm muối thì nó cũng không có, để mà để với muối thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không có được nó sẽ không có được được tốt hơn là được tốt như là mình để gác bếp này này. Đấy, để đấy. Đấy, bây giờ thì cháu cứ để cho ông các bếp này. Nay mà hôm nay mà lấy được một chút hạt dổi xuống cho ông là để làm thì có vẻ là rất là thơm đấy cô bác. Bán mau tới sao chứ bà nè. Bán mau cửa đà này có thú mà. Mà làm thú mà này. Bán đà hợp. Ui giờ đi mày cửa đằng nó bán à. Thấu được bán ra đâu. Xin chứ bán. Đấy. Này dễ phải éo, dễ phải xuống phay chứ hả? Ví dụ mà nó. Hẳn này. Bán ra đâu. Ông bảo với cháu Lực bảo là ngồi như thế này thì rất là nóng không bác? Thật sự ra thì mà nói thì nóng thật. Cái này thì cháu Lực ướp muối vào cho ông, xong là để vào lên trên này để cho nó làm như kiểu là mình làm thịt lợn các bếp với cô bác. Đó, làm như thế này thì nó sẽ được hơn cho ông. Tại vì là bây giờ nếu mà cháu Lực cứ để mà
để ngâm muối xong là để đấy thì cũng được thôi. Thịt là lúc nào nó cũng tươi thôi. Còn cái thịt hôm nay thì là vừa nãy bạn Trình cũng mua lên cho cụ là 1 cân. Và cháu Lực cũng mua lên cho là 1 cân. Thì thành ra là còn dư ra 1 cân thì để vào các bếp này này đông cô bác này. Sữa lên này nào ra chứ? Tiếng ngài là gì? Ngài chính sữa ngài à? À, thứ khẩu thứ phát hay à? Đây vừa rồi thì cháu Lực có bảo là ông hỏi ông là ông có muốn uống thêm sữa hay không, thì ông bảo là thôi cái tiền đấy thì để ông mua gạo, mua mắm, mua muối thôi. Lúc mà ngã thịt là nó chia là dè lên dè ở phía cả ngã nó mi thứ cả nó tốt điện luôn nó buồn nữa ngồi hoi đùa gì à. Đấy hôm nọ thì cháu Lực có đưa tiền à. Hôm nọ thì cháu Lực có đưa tiền cho ông ấy cô bác, thì ông bảo là cất ở cái hòm này này cô bác, còn chưa tiêu đến này. Hôm tốt về nên làm mà gì một làm được ra. Cháu Lực vừa hỏi ông bảo là để như thế này thì có mất không, thì ông bảo là không có sợ bị mất đâu. Ô lão thế mình bẻ hôn bị khái nó mau. Ồ bẻ hôn bị khái á? Ừ đấy. Thì sao mình cái chung. Ui cái vào đấy à? Cái ồ. Đấy vừa rồi thì cháu Lực ông có bảo với cháu Lực là em của ông thì bác Quỷ bán đi tít tận chợ cái bán kìa. Ông xe đấy bẻ qua đây khái đấy mấy. Ồ qua đây. Đấy, ông thì bảo với cháu Lực là ông thì không có vác được nữa đâu. Đấy giờ tao hôn bài tôi yếu ạ. Hơi nó riêng riêng nữa. Đấy có vẻ là lập cái chỗ này ông thì chỗ này xong thì ông rất là thích cô bác ạ. Như ông thì có vẻ là sống rất là gọn gàng cô bác. Chăn màn của ông thì không có dùng đến thì ông gấp gọn lại để vào một góc. Chẳng ham gì một kháng gì bác. À một kháng cái miếng cái tổ của mi. Ồ, có vẻ lên là miếng mi rồi nó. Vừa rồi cháu Dương hỏi ông bảo là sao ông không có căng màn, thì ông bảo là làm như thế này xong thì không có màn nữa, không có con muối nữa cô bác ạ. Rồi giờ biểu hứa lên bây đi sát thì chín phở nữa chín rồi à? Giờ chín lâu gì nào? Chín mấy? Lâu mi chín mi cho bên chứ. Cháu Lực hỏi ông bảo là ông có uống rượu không cô bác, thì ông bảo là sợ ông không dám uống, sợ là uống xong thì có bị căn bệnh nào đấy thì không có ai để mà chăm sóc cho ông. Lâu ngủ bay đi chín mày mai lâu ấy à? Chín mày mai á? Thế như hôm nọ thì cháu Lực xuống nhà ông cụ thì có làm một cái hành động mà là dưới chân dãi này cô bác. Thì chắc là ở đây có một số cô bác thì không lúc đấy thì không có hiểu ấy. Tại vì là cháu Lực hôm đấy là cháu Lực mặc cái quần bò mà nó bó ấy cô bác. Thì nó bó quá thì thành ra là cháu Lực thả cái chân ra để cho nó lỏng lại cô bác. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khúc đấy cô bác nhá. Bà nó mới chính tốt bà rồi. Chính tốt bà. À, một tốt. Nhưng mà tốt rồi. Mà mới chính mà thảo lắm nữa à. Mình xin chào thiên thổ làm thứ mà rồi ta. Chào thiên thổ mà thứ mà có ba thứ. Có nước mi ra. Nước mi hun nọ. Ông mà bảo với cháu Lực là cái mì chính gói hôm nọ cháu Lực mua lên ấy thì là còn với con chưa bóc. Thôi đây. Mày mất thế là cắm có thủ đa bao. Cắm có thủ đa bao. Bạn lên ạ. Đây. Như cô bác có thể nhìn thấy là cái cánh cửa vào nhà của ông cụ chỉ có gọi là vừa một người mà đi qua thôi. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy này. Như hôm nọ cháu Lực vác cái gạo vào đấy thì còn phải thả bao gạo trước thì mới vào được. Như cô bác có thể nhìn thấy là cái ngôi nhà của người em của ông thì là một cái ngôi nhà mà cũng rất là nhỏ nhỏ thôi. Bên ngoài thì cũng được lợp mà được chắn bằng tôn hết. Người em của ông thì
phải nói là cũng có một cái hoàn cảnh mà rất là đáng thương của bác. Có một người vợ thì là bị một chút cái thiểu năng trí tuệ của bác, cho nên là không có được minh mẫn cho lắm. Ông em của ông thì ở bên ngoài kia là ông em của ông là dùng lấy củi vế của bác thì để trên kia xong là mang đi bán. Như hôm nay thì ông mang ra tít chợ kia để bán rồi. Như dê lùm khâu lên cả nên mình lại cả lên chìm nào lên làn hay dê hay bán hư lâu nuông dê biếng nhỏ. Đấy, ở đây thì chị Giáo My cũng có dặn cháu Lực là nếu mà gạo ông nhiều quá thì ông có thể là chia bớt cho em trai của ông. Cũng được cái sự đồng ý của chị Giáo My thì cháu Lực mới dám nói lên cái điều này của bác nhé. Đấy, bây giờ thì có vẻ như ông là xào là cũng sắp chín rồi. Sắp thuốc à nó dê nổ. Vừa rồi thì thịt thì cũng đã xào chín rồi cô bác. Và cháu Lực cũng đã làm cái kia lên để làm thịt ở gác bếp cho ông rồi. Và bây giờ cháu Lực sẽ hỏi ông một chút cái vấn đề mà tại sao mà hai ông cụ sẽ không ăn cơm với nhau là cái vấn đề gì cô bác nhá. Lúc mà dè ta lâu ông bày buổi trình khâu lên bố mi cửa thằng tương hát rồi mấy? Bá rồi ta? Bá. Lâu dè bày thèn ông cả bày lại thèn bất tiện lên chút chia mà có gạc thủng nó. Vừa rồi cháu Lực cũng hỏi ông bảo là hai ông cụ có cái vấn đề gì xảy ra với nhau không? Tại sao lại bạn Trình đưa ra cái ý kiến như vậy? Thì theo cháu Lực cũng hợp lý. Thì tại sao mà hai ông cụ là không có ăn cơm với nhau? Thì ông có trả lời với cháu Lực rằng là ông cụ bại liệt của cô bác. Thấy ông cụ ở bên này đi lại một mình thì cũng thấy bất tiện đấy cô bác. Hôm mà những cái hôm trời nóng thì không, trời nắng thì không có sao. Nhưng mà đến hôm trời mưa cô bác, trời mưa to thì thấy ông cụ cũng đi cũng thấy rất là bất tiện, cho nên là cũng có nói với ông cụ rằng là hai ông sẽ tự ăn riêng với nhau. Ông cụ bại liệt ở bên kia thì cũng có một người cháu là hàng xóm là sẽ nấu cái khoản phần cơm đấy cho ông. Còn là ông cụ ở bên này thì ông thì không có vấn đề gì mà gì xảy ra cả các bác, thì tự một mình tự nấu cơm được. Hầu như có một số cô bác cũng theo dõi sâu thì không biết hoàn cảnh của ông cụ thì có thể là cho Lực xin được phép tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Hoàn cảnh của ông cụ thì từ trước thì có lấy một người vợ, nhưng mà do là không có hợp với nhau thành ra là người vợ của ông thì cũng đã bỏ đi rồi. Và không có thêm một người con nào. Thành ra là bây giờ ông cụ là một mình ông ấy lủi thủi sống một mình thôi cô bác. Năm nay thì ông cũng được gần 70 rồi. Gọi là chỉ sống nốt cái quãng đời còn lại của ông thôi. Ở một cái ngôi nhà mà cháu Lực nhìn thấy là nó cũng gọi là khá là xô xệt đấy cô bác. Lùm dè lên nung dè lên một chút chắc tú cửa đằng nữa mấy bố chứng nữa một chút. Ông thì không có mụ nuôi một con vật nuôi nào cô bác ạ. Còn bây giờ thì chắc là đợi cái nồi cơm của nhà em của ông ấy chín rồi thì sẽ để cho ông cụ với lại thêm thím của ông cụ ăn cô bác. Em của ông cụ thì đi bán củi rồi, chưa có về. Lúc mà lão ảo tôi phải lên phải đưa mấy. Được phải đưa. Phải tin ở đây mấy. Ồ, xú đề tôi phải rồi. Ồ. Ồ, còn họ đảm ba cho ba rồi. Ồ, là vác củi từ buổi trưa của bác đến tận chiều tối thì mới về nhà, mới về đến nhà đấy. Vác mà lên dốc hết thôi cô bác, chứ không phải là đi đường thẳng đâu, lên dốc trèo từ trên này lên đến tít trên xá kia chắc là rơi đâu đó tầm 7-8 cây gì đấy cô bác ạ. 7-8 cây leo dốc thì phải nói là một cái quãng đường mà rất là xa. Chắc là cũng đi bán củi để mua gạo, mua mắm, mua muối về thôi. Lão ông ấy nào khâu mấy ngờ? Khâu nước mi. Khâu nước mi ra? Ông ấy khái thức liền thắc làm sao? Bố biết có một khái. Khái nữa. Bây giờ thì sẽ là đợi nồi cơm rồi ăn cơm một lúc cô bác. Thì cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về nhà thôi cô bác ạ. Hôm nay thì xuống thăm ông và nghe ông chia sẻ những cái
nghe ông chia sẻ về những cái thời gian qua mà cháu Đức đã lập thơm cho ông, bảo là ngủ rất là ngon, không có vấn đề gì, không có bị dột xuống nữa cô bác. Thế bây giờ thì nồi cơm cũng đã chín rồi cô bác. Đây thì con của em trai, thì em trai của ông ấy thì mang lên. Thì bây giờ chắc là cháu Lực cũng sẽ múc thịt ra để cho ông thôi, để cho ông ăn cơm, để cho ông ăn cơm thôi cô bác ạ. Ôi, để tao ăn chuông tôi thì phá này gì nọ, để tao ăn chuông tôi thì phá mày nọ. Bộ cơn ăn chuông này chứ mấy người à? Bộ cơn này chứ bắt đầu. Bộ cơn này. Dê luôn à, nhân lại từ mà chỉnh khâu luôn ạ. Ơi, em kia đâu rồi nhỉ? Hương à? Đúng biểu hoàn không? Biểu hoàn ra đây anh bảo. Biểu hoàn ạ. Gọi mẹ lên ăn cơm đi. Đã biểu hoàn ạ. Ở đây bắt tốt rồi. Thế vừa rồi thì mang cái mâm kia là để thịt để cá rồi cô bác. Bây giờ thì sẽ để vào cái mâm này thôi. Đấy. Hôm nay thì cũng chẳng có thêm món gì cả cô bác. Chỉ có thịt lợn là được cháu Lực với lại bạn Trình mua cho ông thôi. Nào em này đâu rồi? Đi đâu ấy? Em đi rửa tay. Đi rửa tay à? Đi rửa tay xong lên đây anh... hỏi một chút. Lát tới trời lạnh điếng ra chứ. Thì ông vừa bảo là cái em mà mang cái nồi cơm lên đấy các bác là em ruột, là cháu ruột của ông luôn. Mẹ đi đâu rồi? Không biết à? Đấy, ngồi đây ăn cơm với ông đi. À, bác chứ nhỉ? Đấy, ngồi đây ăn cơm với bác đi. Thím của ông thì vừa rồi chắc là đi lấy cỏ ở đâu rồi cô bác, không có ăn cơm cùng với lại ông với lại cháu Lực được. Còn em trai ruột của ông thì cũng đã đi lên trên xá để bán củi rồi. Em là năm nay được bao nhiêu tuổi? Được 15 tuổi. Được 15 tuổi à? 15 tuổi đang học lớp 9 à? Vâng. Đang học lớp 9. Bố thì đi đâu rồi? Biết không? Bố mang quỷ bán. Bố mang quỷ đi bán á? Vâng. Nhà không có xe máy à? Không. Nhà không có xe máy á? Vâng. Ôi, thế bố vác quỷ lên đi bộ lên trên này à? Vâng. Ôi, khá là xa đấy. Thế thì đây thì một bát tí để lại cho bố với lại mẹ nhá. Vâng. Đấy. Đấy, bát này thì tí để lại cho bố với lại mẹ. Còn là bây giờ thì ba ông cháu mình cứ ăn cái bát này đã nhá. Vâng. Đấy. Em là tên gì? Em tên Hưng. Tên Hưng à? Vâng. À, cũng tên là Hưng à? Vâng. Đây là bác ruột của em này đúng không? Vâng. À, thế thì ăn cơm đi. Đấy, ông dè chỉ không ai dè? Ừ. Eo lang chỉ tên là. Đây. Em thì lâu lâu mới về một lần à? Đi học ấy? Vâng. Đến cuối tuần mới về à? Vâng, em ở chút. À, lại ở trong trường ấy đúng không? Thế bây giờ thì ăn cơm đi. Thế bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng ba ông cháu ăn cơm. Em có thể nói mời các ông các bà ăn cơm được không? Vâng. Mời các ông các bà ăn cơm. Con mời các ông các bà ăn cơm. Con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi. Hôm nay thì cháu Lực cũng mới gặp là... gặp bạn nhỏ này là hôm đầu tiên. Hình như là mẹ về hay sao rồi đúng không? Vào lắm à? Phải gọi mẹ về ăn cơm đi. Mẹ em là năm nay được bao nhiêu tuổi? Em không biết. Không biết à? Vâng. Ôi giời, mẹ được bao tuổi không biết à?
Hôm nay thì cũng chẳng có món thêm gì thêm nữa các bác, chỉ có món là thịt lợn thôi. Còn cái bên kia thì sẽ để gác bếp cho ông, là để ông ăn dần. Cô đi đâu rồi? Nhân lại, mình không nhân lại. Nhân lại. Dạ không, dạ không, ba lắm à. À, mất chính khâu lắm ạ. Để đợi cô lên một chút thôi cô bác ạ. Đấy, dè cứ chính khâu tôi còn mà. Đấy, em ăn cơm đi. Đấy. Đấy, làm chính khâu đó. Đấy, đấy mà năng lên này chính khâu. Đấy, năng này chính khâu đây. Năng vừa chắc là vừa đi lấy cỏ về sao ấy. Thầy bác cái chỉnh khẩu này đây ăn cơm đi. Nó lò là lá lư phân ngọc lại mang đây nhé. Ồ, phân ngọc á? Ừ. Ồ. Hôm nay là hôm đầu tiên mà cháu được ăn cơm với lại ông cụ của bác. Trong thời gian tới thì thỉnh thoảng thì tầm một tuần thì cháu được sẽ đi xuống nhà của ông cụ xem là ông cụ thiếu những cái thực phẩm gì thì cháu được sẽ mua xuống cho ông. À, bác ấy chỉ nhận, bác chỉ này. À, áo ấy chỉ nhé. Dạ mở hồi tốt lùm mèo đi. Lùm mèo phải. Này, dạ. Này không? Nó lạ. Này, em. Em mình có điện thoại không? Em có. Có à? Thế thì một tí cho anh xin số điện thoại nhé. Xong là ông cần được cái gì thì bảo anh nhé. Ông mà bị ốm đau như nào thì có thể điện cho anh để anh mua thuốc cùng ông nhé. Bố mang đi à? Hay là cả nhà là có một cái điện thoại à? Vâng, của bố vừa mới hỏng. Của bố là vừa hỏng à? Vâng. À. Còn là cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sống tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị.